Phi Thanh Vân bịt mắt chồng, tự lái xe chở ông xã đến nơi đặc biệt. Tuy đoán được từ trước nhưng Bảo Duy cũng khá bất ngờ với buổi tiệc rất lãng mạn mà Phi Thanh Vân chuẩn bị. Nhân dịp ông xã đón tuổi 32, tối qua 5 tháng 1, Phi Thanh Vân bất ngờ tổ chức sinh nhật bí mật cho chồng tại một nhà hàng sang trọng tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, nữ hoàng giao kéo đến chọn một góc riêng tại nhà hàng. Cô tự mình đặt hoa, bánh kem và tự trang trí không gian buổi tiệc thật lãng mạn để tạo sự bất ngờ cho Bảo Duy. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Phi Thanh Vân trở về nhà và yêu cầu Bảo Duy bịt mắt lên xe hơi do cô cầm lái từ nhà chạy đến điểm tổ chức sinh nhật. Tuy đoán được ý đồ của vợ từ trước, nhưng Bảo Duy cũng khá bất ngờ với buổi tiệc rất lãng mạn mà bà xã cất công chuẩn bị. Phi Thanh Vân cũng cho con trai xuất hiện, bé Tấn Đức vừa tròn 11 tháng tuổi, được vú nuôi âm thầm đưa đến sau bố mẹ bằng taxi. Hết sự bất ngờ này đến bất ngờ khác, Bảo Duy nghẹn ngào trong ngày đón tuổi mới. Gia đình Phi Thanh Vân cùng nhau đốt nến và cầu nguyện. Nữ diễn viên cùng con trai hát bài sinh nhật tặng Bảo Duy. Sau khi thưởng thức buổi tiệc, họ ra về với niềm hạnh phúc dâng tràn. Dù đang rất hạnh phúc và đã đăng ký kết hôn, nhưng khán giả vẫn mong đợi lễ cưới của vợ chồng Phi Thanh Vân. Cô cũng xác nhận cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào giữa năm 2017. Hiện tại, Phi Thanh Vân gần như giải nghệ khỏi showbiz. Cô tập trung cho công việc kinh doanh và thỉnh thoảng tham gia một vài sự kiện của người quen. Phi Thanh Vân gây choáng với hình ảnh mới. Nữ diễn viên ngày càng chuộng những bộ đồ bó sát, cắt khoét táo bạo để khoe đường cong cơ thể. Phi Thanh Vân được nhiều người biết đến với hình ảnh sexy bốc lửa. Để có được thân hình gợi cảm và quyến rũ như vậy, người đẹp gốc Hà Thành đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ vô cùng đau đớn. Từ năm 1997 đến 2016, diễn viên cô gái xấu xí đã trải qua các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Ngực, nhuộm da nâu rồi lại tẩy trắng và căng da mặt. Người đẹp có biệt danh nữ hoàng giao kéo cũng là vì thế. Có vẻ đẹp gợi cảm là vậy, nhưng cụ người mẫu tự nhận mình lận đận tình duyên ở tuổi 34 sau khi chia tay người chồng đầu tiên Thierry Palak. Phi Thanh Vân mới có một gia đình trọn vẹn với con trai bụ bẫm đã được hơn 9 tháng tuổi và ông xã Bảo Duy hết mực yêu thương và cưng chiều. Người đẹp tâm sự, cô đã từng có thời gian trầm cảm khi mang thai cậu con trai Tấn Đức vì tăng cân quá nhiều, đã có lúc cân nặng của cô lên tới gần 30kg. Hình ảnh mới nhất Phi Thanh Vân đăng trên trang cá nhân khi cùng chồng đi gặp gỡ bạn bè của Phi Thanh Vân đã gây sốt với fan. Một số người còn bình luận và cho rằng họ thấy choáng vì hình ảnh mới đây của người đẹp. Để được như vậy, sau khi sinh con, người đẹp đã lên kế hoạch tập luyện và lấy lại vóc dáng sexy ngày nào để chuẩn bị quay lại với những hoạt động của showbiz. Phi Thanh Vân đã rất vất vả khi áp dụng các biện pháp ăn kiêng tập luyện sau khi giảm được gần 25kg trên tổng số 28kg đã tăng. Vân tự tin diện trang phục gợi cảm, chụp ảnh thời trang và chuẩn bị kế hoạch tái ngộ khán giả, cô nói. Có thể thấy từ sau khi sinh con, Phi Thanh Vân thay đổi chóng mặt về ngoại hình, cô gợi cảm và đẹp mặn mà hơn. Cũng chính vì thế mà nữ diễn viên càng chuộng những bộ đồ bó sát, cắt khoét, táo bạo để khoe đường cong cơ thể mà không phải bà mẹ mới sinh nào cũng dám thử. Ông xã Bảo Duy cũng rất thích thú với hình ảnh bà mẹ một con của Phi Thanh Vân. Anh thường xuyên đăng tải ảnh vợ lên mạng xã hội và dành những lời khen có cánh cho bà xã. Tự tin vẻ bề ngoài, nữ ca sĩ cũng thường đăng những bức hình gợi cảm, khoe vóc dáng lên trang cá nhân. Phi Thanh Vân và Huy Khánh trong hậu trường một show truyền hình mới đây. Sau khi giảm cân, Phi Thanh Vân bắt đầu lên kế hoạch trở lại hoạt động của showbiz. Trong bộ hình chào năm 2017, nữ hoàng giao kéo sexy với tà áo dài truyền thống.
lộ bộ ảnh cưới chưa từng công bố của Trấn Thành và Harry Won. Những hình ảnh cưới thực hiện tại Việt Nam lần đầu được MC Trấn Thành chia sẻ với khán giả. Trên trang cá nhân, Trấn Thành vừa chia sẻ đầy đủ bộ ảnh cưới cùng Harry Won được cả hai thực hiện tại một studio ở Việt Nam. Ý tưởng của bộ ảnh được xây dựng đa dạng, khi thì mang phong cách lãng mạn, lúc lại tinh nghịch với những phụ kiện trang phục diễn xuất hài hước. Trấn Thành Harry Won đã chính thức đánh dấu hành trình mới trong truyện tình cảm bằng một đám cưới cổ tích đầy lãng mạn vào tối 25 tháng 12 vừa qua. Dưới sự chứng kiến của hơn 300 khách mời là gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, sau hôn lễ, họ vẫn tiếp tục quay trở lại lịch trình làm việc dày đặc của mình. Trấn Thành và Harry Won trong trang phục cưới lãng mạn với bối cảnh là trên một đồng cỏ lau. Cách bố trí sáng tạo cảm giác như cả hai đang đắm chìm trong khoảnh khắc hoàng hôn hạnh phúc. Harry Won ngọt ngào với hình tượng công chúa. Trấn Thành trao cô dâu nụ hôn ngọt ngào, cặp đôi đeo phụ kiện hóa trang thành hình tượng vui nhộn. Họ được tư vấn những trang phục bụi bặm đồng điệu về chất liệu. Hình ảnh cô dâu chú rể vui vẻ hài hước được xây dựng trên tính cách thật của họ. Sau việc khổ sở vì chồng đại gia bỗng dính nghi án nợ nần, Thu Minh từng được xem là bà hoàng giàu có và hạnh phúc nhất showbiz Việt khi cô có sự nghiệp phát triển, chồng tay giàu có, hàng hiệu tiền tỷ. Tuy nhiên, scandal bị tố nợ nần của chồng cô đã khiến cho nữ ca sĩ không khỏi khốn đốn. Sự việc bắt đầu khi một tài khoản Facebook tố cáo Thu Minh sống ảo, còn chồng tay của cô thì đang nợ trăm tỷ mà lảng tránh, không dám đối mặt với các doanh nghiệp làm ăn cùng. Sau đó, Thu Minh lên tiếng đáp trả rằng mọi việc đã có pháp luật can thiệp, không nên đưa lên mạng xã hội gây sức ép vì cô ấy nổi tiếng. Trong khi câu chuyện nợ nần của chồng Thu Minh còn chưa có kết luận của cơ quan điều tra, thì nữ ca sĩ Đường Công bất ngờ lên một trang mạng trả lời phỏng vấn. Cô diện trang phục đỏ rực, trang điểm đậm, ngồi xe sang, uống rượu vang và thản nhiên mỉm cười ngạo nghễ khi nói về những doanh nghiệp đang tố cáo chồng mình vì trót tin vào uy tín của nữ ca sĩ. Ai nói câu này thì kinh doanh lụng bại là đúng rồi, người làm kinh doanh mà suy nghĩ thiếu hiểu biết như thế thì bó tay. Rất nhiều khán giả, trong đó có cả những nhà báo, người từng đồng hành cùng Thu Minh trong những dự án âm nhạc, từng khen ngợi nữ ca sĩ trong nhiều bài báo trước đây, cũng phải ngao ngán lắc đầu vì thái độ này của nữ ca sĩ. Thậm chí có người còn cho rằng đây là một sự vô cảm không thể chấp nhận. Từ sự việc này, Thu Minh đã đánh mất hoàn toàn tình cảm của mọi người. Nhiều trang báo không ngần ngại hỏi lại cô, chị cười gì trong khi bao nhiêu người khốn đốn vì công ty chồng chị hả chị ca sĩ Thu Minh. Sau này, Thu Minh cố gắng cứu vãn hình ảnh, nhưng cô giờ đây đã hoàn toàn bị khán giả tẩy chay và thậm chí nhiều người còn cho rằng sẽ không xem những chương trình mà cô làm giám khảo. Jennifer Phạm, kể từ khi lên xe hoa với danh nhân Nguyễn Đức Hải, Hoa hậu Jennifer Phạm có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ. Mới đây, MC xinh đẹp đã chào đón em bé thứ ba tại Mỹ. Đây là trái ngọt thứ hai của cô và ông xã Đức Hải, sau bé Na hiện đã hơn 4 tuổi. Tuy nhiên, mới đây khi vừa sinh con trai không lâu, chồng đại gia của Hoa hậu Jennifer Phạm lại vướng phải lùm xùm không đáng có.
Cụ thể, nhiều hội viên ở phòng tập Fashion, tầng 4 chợ Hàng Gia đã lên tiếng tố cáo chồng Hoa hậu doanh nhân Đức Hải, một trong những người chủ đầu tư của phòng tập có dấu hiệu mập mờ tiền bạc, thì bỗng đột ngột đóng cửa để sửa chữa nhưng không hẹn thời gian chính xác mở cửa lại, đồng thời hoàn toàn không có giải pháp tạm thời cho hội viên trong thời gian đóng cửa. Chưa kể, nhiều nguồn tin cho rằng phòng tập cũng nợ lương nhân viên 2-3 tháng nay. Mặc dù đã có thông báo xác nhận có chữ ký của chồng Hoa hậu Jennifer Phạm, song rất nhiều hội viên vẫn như ngồi trên đống lửa khi họ rất có thể có nguy cơ mất hàng chục triệu, thậm chí lên đến hàng trăm triệu đồng nếu phòng tập đóng cửa vĩnh viễn. Trước lùm xùm này, Hoa hậu Jennifer Phạm đã đăng tải bức ảnh cô nở nụ cười tươi hạnh phúc cùng những chia sẻ đầy ẩn ý. Miệng là của người khác, lời thị phi chỉ là chuyện trong thiên hạ, vĩnh viễn không phải là thước đo đánh giá một con người. Bởi vậy, thay vì dao động trước những lời đàm đếu, hãy nhìn lại bản thân và tin vào chính mình. Chỉ cần bạn luôn sống ngay thẳng, tâm hồn trong sạch, đối diện với đức trời mà không hổ thẹn, thì hà cớ gì phải bận lòng khi có người gièm pha. Đây được xem là cách đáp trả đầu tiên của Hoa hậu ba con sau thông tin chồng nợ nần. Hiện tại, phía ông xã cô, doanh nhân Đức Hải chưa lên tiếng gì về điều này. Được biết, anh đang ở Mỹ cùng Jennifer Phạm chăm sóc con trai nhỏ mới chào đời.